Chào các bạn, hôm nay mình đi dẫy cùng với một bạn có tên là bạn Tin, người dân tộc đồng bào Mơ Nông. Bạn ấy rất là thú vị. Tin là sinh năm 94 nhỉ? 94. Rồi, bạn ấy đang bán cái dẫy ở xã Đắc Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 1,3 ha, trong đó là có 8 sào là sổ đỏ. 8 sào sổ đỏ. Rồi, giá bán là 350 triệu. Có bác nào ở ngoài Phú Thọ, ngoài miền Bắc, hãy vui lòng liên hệ với Tin qua số điện thoại nói 0975576180. Có giao dịch không? Có mặc cả được tí không? Bạn Tin nhá, thưa quý vị và các bạn, bạn này là chưa từng đi học bao giờ, có nghĩa là không biết chữ. Thế nhưng mà biết đếm... chữ mà không biết đọc. À, biết chữ nhưng không biết đọc. Và đếm tiền, nhưng mà đếm tiền thì lại không xịt một tờ nào, đúng không? Em biết đếm tiền chắc chắn không? Chắc chắn chứ. Nghĩa là ai trả 350 triệu thì trả cho nó thật nhá. Bạn này bạn biết hết đấy. Nào, chào anh em miền Bắc đây. Chào anh em nha. Mơ Nông chào anh em nha. Mơ Nông chào anh em. À, bạn Tin, bạn ấy cũng đang rất là muốn thành lập một kênh YouTube. Thế tuy nhiên là bạn ấy đang có một cái khó khăn là bạn ấy không biết chữ. Ban nãy mình có giới thiệu cho bạn ấy là muốn mở kênh YouTube thì phải lập một cái email và lên CS Play để tải cái IT Studio về. Nhưng bạn ấy bảo là em có biết chữ đâu mà tải, có biết chữ đâu mà thành lập mail. Thế cho nên là cái tầm quan trọng của học hành nó là như thế đấy. Bây giờ ân hận chưa? Nói chung là chưa ân hận. Chưa ân hận à? Thôi mà nhé. Thế nếu mà để bón phân cho 1,3 ha này cho nó đầy đủ ấy, thì một năm hết khoảng bao nhiêu tiền phân? Tầm mười mấy triệu à. Không có tiền này, không có nguồn mà đầu tư luôn nên bỏ như vậy thành cỏ này. Ừ. Thế vì sao em định bán cái dãy này? Sao không để mà canh tác? Bán cái này trả nợ chứ. Nợ ngân hàng à? Ừ. Cũng nợ ngân hàng à? Đây là xã Đắc Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhỉ? Đúng rồi. Thế thửa đất này của em là diện tích bao nhiêu? 1 hectare 3. 1 hectare 3. 1 hectare 3. Cây trên đất là bao gồm những gì? Tiêu thì 800 cây, cà 500, còn cà tơ thì mới trồng nó bây giờ. Nhìn không thấy là có không à? Ừ, như có khoảng bao nhiêu? Cà này hôm bữa em trồng tầm 1000 mấy, trồng sen tiêu á. Ừ. Đấy là cà mới hả? Cà mới. Còn cà lớn dưới kia thì 500 cây. Ừ. 500 cây bây giờ thì chắc hư hết rồi, lau không chăm à. Đi mình xuống kia đi, nguồn nước dưới này à? Nguồn nước dưới kia. Nguồn nước thoải mái không? Thoải mái. Ừ. Nguồn nước là ao hay là suối em? Thì mình đập ở chân á, đập chân nó tràn lên. À. Đây cái ranh giới dây tiêu là từ phía trên kia, trên đường đất kia đi xuống dưới này. Chúng tôi đang đi xuống phía dưới chân của cái lô dãy 1,3 ha. 1,3 ha này là có sổ chưa em? Có sổ 8 sào ạ. À, 1,3 ha thì có 8 sào. Em định bán cái thửa này là bao nhiêu? 350. 350 triệu 1,3 ha. Ừ. Em vừa nói là có 800 tiêu hay là cà phê nhỉ? 800 tiêu. 800 gốc tiêu đúng không? Ừ. 500 gốc cà đúng không? 500 gốc cà. Cà mới hay cà cũ? Cà già đấy. Cà già là bao nhiêu năm rồi? 895 rồi đấy. À, 895. Thật ra thì cái độ 895 nó cũng vẫn thu hoạch tốt nhỉ. Đây nhìn cái bên này nó vuông này. Ừ. Từ đây đến cái đám tiêu bên kia của họ. Đây đúng không? Ừ. Này cỏ nó lấp vẫn nhiều quá, nhìn nó lấp hết cả cà phê gần đâu. Đây cà phê nhà em đây đúng không? Chắc phát mới được ấy. Ừ. Để cái này khó coi quá. Ừ. Phát cái này chắc tầm một người thì tầm 4-5 ngày mới xong. 4-5 ngày cơ à? Đây cả cái phần này là của em đây à? Của em. Đất này từ trên xuống dưới là nó vuông hết mà. Ừ. Nếu mà nói về đất dãy thì cái dãy như này, cái phần kia kìa, cái phần trên cao cao kìa, phần sườn đồi thì nó có phải là độ dốc lớn không? Dốc. Cũng nói chung là bình thường á, dốc tầm 10 mấy mét. Còn cái chỗ giống cái kiểu giống bức thang á. Kia, hồ tưới kia đúng không? Đúng rồi. Cái hồ này hôm bữa đó anh trai nó xả nước nó bắt cá đấy. À. Nó xả nước thế bây giờ nó mới cạn đấy. Ừ, hẳn nào anh thấy nó cạn cạn. Còn không thì mùa này nó tràn tới trên kia. Ừ. Ơ em ơi, anh thấy có những cái gốc gốc dưới kia là gốc cây ngày xưa nó mọc dưới đấy hả? Ừ.
gốc cây ngày xưa ấy. À, hay nhở, nhìn như là sông Bạch Đằng ấy, như là chiến thắng Bạch Đằng. Đi vào đây à? Ờ, cái hồ này nếu mà không xả nước thì đầy nước nhờ. Đầy nước luôn, nước tràn tới đây. Đây là hồ riêng của nhà em hay dùng chung? Cái hồ này dùng chung luôn. Ừ. Thế còn đất nhà em là đây? Ừ, từ đây này. Từ cái hồ này hắt lên đây đúng không? Lên, từ đây. Ừ. Từ đây tới bên kia. Ừ. Đây, từ hướng tay tôi chỉ đây hắt lên trên đỉnh đồi là thửa đất 1,3 ha. 1,3 ha thì có sổ đỏ là 8 sao. Cây cà phê 8 năm tuổi, tuy nhiên là gia đình không chăm sóc, không phát cỏ, thành ra là cỏ nó mọc cao gần bằng cây cà phê rồi. Kia những cái cọc tiêu kia là cũng của nhà em à? Của họ. À, cọc tiêu này của họ. Tức là đất, cái đoạn nào mà nó có cỏ là của nhà em, đúng không? Đúng rồi. Đây. Đất này nuôi cỏ mà. Ờ, cái chứng tỏ là đất tốt nhờ. Đây này đất đỏ au này. Đất này là mịn đúng không? Mịn. Đất thịt đúng không? Thịt. Đây lô đất của bạn ấy là đi từ nơi bạn ấy đứng chạy dài theo cái hướng bãi cỏ này lên vút trên đỉnh đồi. Đây bên kia là 300 mét. 310 mét ạ. À, từ chân đồi xuống dưới cái hồ ban nãy là khoảng hơn 300 mét đúng không? Hồ dưới kia lên tới trên đường mình đi á. Ừ. Là 310 mét thì đây. Ừ. Thế còn chiều rộng đo bằng mét gam nhà mà đo bằng mét dưới kia không biết nữa. Ừ, ừ. Rồi tóm lại là 1,3 h. Ừ. Có sổ là 8 h. 8 h. Giá là 350 triệu. Đúng rồi. Em đọc luôn số điện thoại lên nào. 0975576180. Rồi, ok. Đấy, số điện thoại của em. Em tên là Tin nhỉ? Tin. Ừ, ừ, Tin. Như vậy là có bác nào mà có nhu cầu mua cái thửa đất này thì liên hệ trực tiếp với Tin. Không phải thông qua bất kỳ một bên môi giới nào. Em là chủ đất luôn đúng không? Em chủ đất luôn. Em đứng tên sổ luôn. À, em đứng tên sổ luôn. Ok, thế là tốt rồi. Đây bọn mình đang đi từ phía dưới chân của dãy lên trên đỉnh đồi. Như bạn Tin, bạn ấy vừa nói là khoảng cách từ đây lên đến đỉnh đồi là khoảng 300 mét. Xin nhắc lại là tổng diện tích 1,3 ha, trong đó thì có 8 sào là đã có sổ đỏ. Giá là 350 triệu. Các anh chị ai ưng cái bụng thì liên hệ trực tiếp với bạn Tin. Tin ơi, thế từ đây mà ra đến trung tâm xã Nâm Đờ Giang là khoảng bao xa nhỉ? Đến 89 cây ấy nhỉ? À, không biết nữa. Nói chung là em đi xa thì em nhớ tầm mấy chục phút à. Mấy tầm, chục phút? Nếu mà đi chậm thì tầm 30 phút. Ờ. Đi nhanh thì chắc được 20 phút gì đấy. Ờ, thế thì mình tính khoảng cách bằng bằng thời gian đi, mà đúng là nên tính bằng thời gian thì đúng hơn, tức là đi xe máy đi chậm là hết nửa tiếng đúng không? Ừ. Rồi trong đó thì mình đi cũng phải đến mất một nửa đường là đường đất đỏ đấy nhỉ? Đúng rồi. Mặc dù là đường đất nhưng mà ô tô thì vẫn có thể vào đến tận nơi. Vào được. Ờ, đây, ô trên này tiêu anh thấy cũng đẹp này. Rai rai thôi. Như này là đẹp rồi. Nên là không có ấy là. Chỗ này thấy cầm máy cưa hạ cây được ấy. Ừ. Tỏ phết. Đây chúng ta đang đi vào phần lõi của dãy 1,3 ha của bạn Tin. Nói chung là từ tháng đầu mưa tới bây giờ là chưa phát cỏ lần nào luôn đấy. Ờ. Để như vậy thôi. Đất tốt nhỉ. Nói chung là tiêu thì chưa xịt luôn. Ừ. Cả không bón một hạt phân luôn á. Ừ. Đây này, cái gốc tiêu này là đẹp này. Đi, có sao thì mình quay vậy cho các bác ấy quan sát cho nó tiện. Đây nha, cái đoạn này hơi dốc một tí. Dốc tí lại là trên này lại tầm 10 mét, mấy mấy mét lại là bằng tiếp nha. Ừ. Dốc này cũng gọi là đáng là dốc nhỉ. Ừ, này cũng là dốc rồi. Nhưng mà không dốc nhiều đúng không? Đúng rồi. Đất đây toàn là đất thịt nhờ. Đất thì phải nói rồi. Không đất sỏi đúng không? Sỏi thì lúc em trồng trụ này em thuê xe múc mà nó múc sâu quá. À. À đây này. Em. Hả?
Đây là cây cà non này đúng không? Đúng rồi. Ừ. Kia kìa, kia cà non kìa. Đây cà non này. Non, nói là non nhưng mà nó phải được 2-3 năm chưa? Cái này em mới trồng à? À. Mới trồng năm nay là 3 năm, năm thứ 3 đấy. Ừ. Cái cà ý em nói lúc nãy là cà 500 cây, cà dưới kia kìa. Là cà già ấy hả? Cà già. Thế cà non là được khoảng bao nhiêu cây? Cà non có tầm 1.000 cây ấy. À, thế là cũng giá trị ở chỗ này đây. Nếu mà bác nào lấy lại cái dãy này thì sẽ có khoảng 1.000 cây cà non. Còn cà già, nói là già nhưng mà cũng chỉ tầm 8-9 năm nhỉ? Đúng rồi. Đây này, đến cái đoạn này là đi khá dễ dàng rồi đây này. Đấy, nó chỉ dốc một tí chỗ này thôi. Ừ. Bạn ấy đang nợ ở ngân hàng 250 triệu. Bạn ấy bán cái dãy này 350 triệu. Thế là trả nợ hết ngân hàng thì còn 100 triệu, ngoài ra còn nợ một số anh em bạn bè nữa. Nên là có bán được đất thì... review cái cây bị chết này. Đây các bạn này, do mình không đủ điều kiện, không đủ tiền để mua thuốc sâu này, cuối cùng cây nó lại con sáu nó ăn đi này. À. Bạn ấy vừa nói rằng là vì không đủ điều kiện để chăm sóc, để mua thuốc trừ sâu hay là phân bón. Thành ra là năng suất nó không được tốt nhỉ? Đúng rồi. Một năm để mà mua đủ phân bón cho 1,3 ha này thì đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn chục triệu tiền phân bón. Nếu mình mà không có tiền thì tầm 8-9 triệu là 10 triệu là được à? À. Đây, vẫn cà phê non này. Cà này chưa, nhưng là chưa bẻ đọt luôn đấy. Ừ. Hôm nay tranh thủ đi. Bẻ đọt tức là bẻ ngọn đấy hả? Bẻ ngọn lắm. Và bạn tin này, bạn ấy không được đi học. Bạn ấy không được đi học hay là bạn ấy lười, bạn ấy không đi học. Tóm lại là không biết chữ. Nói chung là lười học luôn này. Thế nhưng mà tiền ấy, thì đếm không sót một tờ nào. Chắc chắn là em biết đếm tiền không? Ui, đếm tiền tỷ cũng được. À, đếm tiền tỷ. Tiền tỷ đếm bình thường. Nói chung là đếm là từng tờ một. À. Đó, phía trước ống kính của chúng ta đều là những cây cà phê non này các anh chị. Đây, bên này cũng là cà phê non này. Đấy, tiện thường là bẻ mấy cái cành này luôn này cho nó ngon. À. Đấy. Cả gì mà không có hột phân luôn. Ừ, đất đấy tốt nhỉ. À, hôm trước anh quay cái lô ở gần đây, anh thấy nó có một đặc điểm giống nhau là cái lá cà phê nó rất là to. Đây, cái lá cà phê to bằng bàn tay người đây các anh chị. Đây, chứng tỏ là đất đây cực kỳ tốt. Em bán đi em có tiếc không? Nếu mà hết nợ thì em không tiếc được. Sợ không hết thôi, hết không hết thì em lại ấy. Lại tiếc ấy. Rất là mong các anh chị chia sẻ clip này để cho bạn tin bạn ấy sớm bán được cái lô 1,3 ha này để sớm có tiền trả nợ ngân hàng. Mình thì chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, chờ Đắk Lắk hết chỉ thị 16 là mình lại ra Bắc. Cho nên là đang tranh thủ những cái ngày cuối cùng ở Tây Nguyên này, muốn làm một cái việc gì có ích với bà con. Tức là tôi muốn review những cái mảnh đất này để giúp bà con bán được đất đai để có tiền trả nợ ngân hàng. Thôi thì mình không có cái gì cho bà con cả, thì có chút công sức giúp đỡ bà con. Ui cái hố. Mỗi người chung tay giúp đỡ bà con một chút. Các bạn chỉ cần bấm nút chia sẻ lên trang Facebook hay là Zalo của mình. Tin ơi, chờ anh với, không anh lạc mất. Mỗi anh chị vui lòng nán lại một chút, chia sẻ clip để cho cái nội dung bán đất này của bạn Tin sớm được lan tỏa đến tay người cần. 350 triệu với các anh chị có thể là nó không đáng kể, nó không phải là khoản tiền lớn. Thế nhưng mà với những người đồng bào, những người nông dân ở Đắk Song, Đắk Nông này thì lại là cả một câu chuyện không hề nhỏ. Tôi xin nhắc lại thông tin về thửa đất. Chúng ta đang di chuyển trên thửa đất 1,3 ha. Trong đó thì có 8 sào là có sổ đỏ.
Địa chỉ tại xã Đắc Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Giá bán khởi điểm là 350 triệu. Người đồng bào đây người ta rất là thật thà, người ta không có nói thách đâu. Giá đó cũng là giá bán luôn ấy. Như tôi nghĩ là chắc là cũng có chút giao dịch. Là một lần nữa cũng rất mong các anh chị ủng hộ cho bạn Tin, bạn ấy sớm giao dịch được lô đất này. Trên đất thì chủ yếu là tiêu và cà phê. Trong đó thì có 800 gốc cà phê. Em ơi, 800 gốc tiêu nhỉ? 800 gốc tiêu. Trong đó thì có 800 gốc tiêu cộng với khoảng 500 gốc cà phê từ 8 đến 9 tuổi. Ngoài ra đáng kể hơn là có 1.000, có khoảng 1.000 gốc cà phê non. À, mệt quá. Cà phê non của em là cũng đang bói rồi đúng không? Tính năm nay bói mà năm nay đó. Không bói luôn này. À, tính năm nay là bói nhưng mà nó lại buồn quá, nó không bói vì nó chẳng được chăm sóc gì cả. Đúng rồi. Cho nên là cây cối hay con người cũng vậy, đều phải được chăm sóc. Vợ chồng cũng vậy, chúng ta mà hờ hững với nhau là lên đường đấy, tòa tuyên án đấy. Đấy, đoạn này là nó bằng đẹp luôn. Ừ, đoạn này bằng đẹp. Bằng cực kỳ luôn. Ừ. Theo em thì cái khoảng bằng địa này, bằng phẳng này này, nó được khoảng bao nhiêu phần trăm trong cái 1,3 ha này? Là sao nhỉ? Tức là, liệu được 1/3 là bằng phẳng không? Không hiểu nữa. Bây giờ nhá, ý anh hỏi là có 3, theo em thì trong 1,3 ha đấy, có khoảng 300, có khoảng 3 sào đất nó bằng phẳng như này không? Thôi bạn ấy không hiểu ý của mình, thôi không sao cả, bỏ qua đi. Nhưng mà mình thấy rằng là cả cái khoảng bình địa này là tương đối bằng phẳng, không phải trèo đèo lội suối như ban nãy nữa. Ok, anh nghĩ là có lẽ nội dung như này được rồi đấy. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ là chương trình của mình với bạn Tin ra đây để các bác nhìn thấy chủ đất này. Đến đây cũng xin phép được khép lại, xin nhắc lại là Tin là chủ thửa đất này. Và số điện thoại tôi đã để ở trên góc ở bên trái trên cùng của màn hình. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp với bạn Tin mà không phải thông qua tôi. Wow, nóng quá. Và chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin phép được khép lại. Anh vừa nói bấm nút đăng ký chưa nhỉ? Tôi không nhớ là tôi đã nói là tôi đã nhắn các bạn là bấm nút đăng ký chưa, nhưng mà cũng xin quý anh chị hãy nán lại một chút và bấm vào nút đăng ký cùng quả chuông bên cạnh, nó sẽ xuất hiện ngay sau đấy để ủng hộ cho chúng tôi. Một lần nữa kính chúc các anh chị có sức khỏe để sớm vượt qua đại dịch Covid lần này. Đúng. Em chào các anh chị đi. Em chào tất cả các anh chị đang xem video này, mong các anh chị đăng ký và ủng hộ anh gì nhỉ? Anh Hà. Anh Hà với lại lô đất của em. Em xin cảm ơn. À, còn một chút nữa là chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, đâu đó chắc là tầm khoảng ngày 10 đến 15 tháng 9 này là tôi sẽ ra Bắc. Và cái kênh YouTube riêng của tôi là Âu Lạc TV. Rất mong quý anh chị hãy bớt chút thời gian để sang chơi thăm nhà tôi ở bên Âu Lạc TV. Đó là một kênh chuyên về du lịch, văn hóa và xã hội. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.